mình mới vừa quay xong cái camera SC không phải camera SD cam A10 ở cái công viên Đại Liệt Sĩ này. Mới vừa quay xong một đoạn clip khoảng vài phút về cái camera này để xem nó quay có ổn hay không. Vì bản thân camera thì nó sẽ không có hỗ trợ cái chế độ chống rung. Và cái giao diện của cái camera này á, nó cũng không có dễ sử dụng cho lắm. Camera này không thể nào zoom, không có zoom được. Trời nắng quá, nắng lên rồi. Mấy hôm dài trời nắng rất là gắt nha, nắng rất nhiều luôn. Gặp thằng ông nọ xe tải đi hay cái gì vậy á, nó muốn vượt hay cái gì á, hy vọng là cái SD cam A10 này nó tuy là không có chức năng chống rung thiệt, nhưng mà hy vọng là chạy ở trên đoạn đường hoặc là những cái đoạn đường cái hình ảnh nó cũng sẽ ổn định, không có bị rung lắc quá nhiều. Không biết được, phải về xem clip mới biết. Mà mình nghĩ là cái camera này á, thì nó sẽ thích hợp đối với những người mà chạy xe giao hàng hoặc là xe ôm công nghệ này kia đó. Đó chẳng hạn như là khách cái giao nó gửi cái gì đó đi đó, thì mình có thể quay lại này kia làm bằng chứng. Đôi khi thì nó gửi những cái hàng hóa bậy bạ chẳng hạn, mà chẳng may mà mình bị cảnh sát giao thông hoặc là bị cơ động này kia kiểm tra bất ngờ, kiểm tra hành chính này kia, thì mình giả thích dù mình tình ngay mình lý gian, dù mình không có làm nhưng mà mình nói bằng miệng cũng chẳng ai tin. Nên là nếu mà có cái camera như vậy thì mình có thể trích xuất ra được cái thông tin cũng như là cái nội dung sự việc. Như vậy sẽ có lợi cho bản thân mình hơn. Cái camera này thì ngoại hình của nó thì nó hơi thô. Thật sự luôn, nó hơi thô. Nhưng mà được một cái là nó màu đen nhám rất là đẹp. Mình thích cái màu đen nhám này. Thật sự rất là thích luôn. Cái màu đen nhám nhìn nó rất là hay nha. Rất là thích cái màu đen nhám. Là heo. Con nít mà nó chạy xe luôn. Ba đứa con nít chạy xe luôn, phải chữ không? Thank you.
đây là trường Nguyễn Huệ, trường cấp 2 của mình, chẳng bao giờ quên được.